đối tượng này rải đinh. À, mày thì ra mày rải đinh, làm sư minh tạng của tao. Ây à, bị thương mày lì lắm con ạ. À, mà cuối cùng tao đã dòm được mày, tao đã dòm được mày rồi nha. À, chị đi 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 như có dấu hiệu khả nghi qua nhà. Đi ngang qua, đi theo sư Minh Tuệ thì khả nghi lắm. Thằng này Đại Đinh. Bảo sao sư Minh Tuệ Đại Đinh sao? Lại bị cái đối tượng này là chắc có lẽ là làm cho sư Minh Tuệ nó Đại Đinh của chúng ta. Trời bảo sao? Bảo sao sư Minh Tuệ bị để có thể tình hình như thế nào rồi. Trời ơi. Anh em giải quyết đã nhỉ? Anh em, có tính hại thầy hay gì? Ông muốn khéo khéo chừng nó phát hiện đấy. Bây giờ bị chừng nó phát hiện. Rải bắt quả tang luôn nè. Đợi nó rải bắt quả tang luôn. À thằng này là chắc có ai thuê nó nè. Thằng này chắc có ai thuê nó. Anh em mình phải đợi. Đơn giản đâu. Đợi nó rải mình mới bắt quả tang nó được. Nó cứ lần vẫn rồi lại vẫn đây làm gì đây? Trời ơi, tin tặc mọi người. Nó muốn hại thầy. Nó muốn hại thầy sư Minh Tuệ. Bịt kia bịt đinh. Nó muốn hại thầy sư Minh Tuệ đó. Bịt đinh ạ. Đấy cái dấu hiệu tay nó vậy cả. Tay nó vậy đinh à. À. Vậy là nãy cái anh mày xịt bụi đường á. Cái em xịt bụi đường đi. Cái vừa đi qua trên này. Mà nó đi qua trên này và phủ đường sạch sẽ để cho thầy Minh Tuệ đi qua. Thì cái đối tượng này lại quay lại. Quay lại mấy cái thầy ạ. Ê, anh ạ. Đứng lại. Em vừa làm gì? À, anh lại đến thầy đúng không? Mày đang lại đến thầy đúng không? Anh lại đến thầy hả? Đâu, anh em tới, bắt đi. Đúng rồi. Nghe. Ôi, anh em không? Nó lại đến thầy. Ôi, nó hại thầy sư Minh Tuệ, nó hại sư Minh Tuệ. Từ, có chừng nó đồng mọi. Này anh kia. Tôi quay lại hết anh Đại Đinh thầy nha. Sao anh lại làm vậy với thầy? Hả, à, anh phái nào cử đến? Hả, à, đứng lại. Nó có vũ khí mọi người. Rồi. Mày đâu thua hả? Đâu anh đi. Mày đi đâu? Mày anh hiệp sĩ ơi thầy rồi tới cả nhà ơi, tới rồi mình sẽ tới mọi người rồi, xin mình sẽ tới mọi người ơi. Wow, quá căng, như là phía bên kia công an như đang có biến gì á, đang có biến căng gì á sao á. Rồi anh ấy bảo phát tâm anh gọi được cạo đầu luôn rồi cả nhà ơi, anh vệ sĩ anh phát tâm anh cạo đầu luôn rồi. Sư Minh Tuệ đâu rồi? À, Sư Minh Tuệ đâu? Đi qua lâu rồi. Qua rồi hả? Ở đoạn nào ấy? Giữa hả? À thấy à. Quá đẹp rồi nhà ơi, quá đẹp rồi.
đi không kịp, đi không nổi rồi. Này giống như là đi phủi bụi để người sau ngửi sao cả nhà. Cơm ngay để quên cả nhà ơi. Cơm ngay để quên này, để ăn YouTube cầm cả nhà ơi. Càng quá rồi. Không ổn này, không ổn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới chỗ mà tối nay sư thầy ngủ với cả nhà. Không biết là giống rắn gì đây này cả nhà, sợ quá. Thế này nó thấy sư Minh Tuệ nó nhường chỗ đó. Đi chơi cho con. Đừng cắn mấy chú nha tao. Cắn mấy chú mình đi ghế luôn đó. Quá đông. Kìa. Giống như nó bị ngất xỉu cả nhà ơi. Sao như nó bị ngất xỉu này? Những người công dân Việt Nam này tập trung nhau đến đây, đến một nhà nào đó, họ có nhiều tiền, họ giúp đỡ mình cái không gian đó để mình đến đấy mình học Phật. Bởi vì bây giờ ấy, thực tế ra mà đến chùa thì ví dụ như tất cả đạo tràng của mình đây là tu theo pháp môn Tịnh Độ, và chúng mình chỉ chuyên môn tu theo pháp môn Tịnh Độ, nghĩa là thì chúng mình chỉ có thứ nhất là phải hiếu dưỡng với cha mẹ, thứ nhì là phụng thờ sư trưởng, thứ ba là từ tâm bất sát, thứ tư là tu thập thiện nghiệp, hàng ngày phải làm được những điều đó mà Đức Phật đã dạy. Tức là thứ nhất mình muốn tu thành Phật thì mình phải có hiếu với cha mẹ mình đã. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mình có cái thân này thì Phật dạy mình là phải tri ân cái công ơn sinh thành của cha mẹ, rồi bây giờ mới tri ân Phật. Chứ Phật không dạy là phải tri ân Phật trước. Cho nên Phật dạy gì? Này các con, Phật không ở quá xa vời, Phật luôn hiển hiện trong đời chúng ta. Phật là mẹ, Phật là cha, đã sinh đã dưỡng dạy ta nên người. Hay quá. Công ơn cha mẹ thật lớn lao, cho dù gánh vác trên vai hiện cả cuộc đời cũng không đền đáp được. Mà muốn báo đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn nhất, phải giúp cha mẹ mình biết trở về nương tựa tam bảo. Cho nên trong kinh thập thiện nghiệp có lời Đức Phật dạy: trăm điều thiện hiếu là đứng đầu. Cho nên anh nhà cửa, cha mẹ anh sinh ra anh không chăm, không hầu, không báo, không nuôi dưỡng, anh cứ đến chùa để anh lạy cái pho tượng bằng đất, bằng gỗ, bằng nhựa composite, có đó Phật không có điều đó. Mà thứ nhất là phải chuẩn bị, phải làm cho tốt một người bà, người đúng không? Đây các sư đang ở đây nha mọi người. Sư Minh Tuệ cũng đang ở trong này luôn. Trưa nay, buổi trưa nay sẽ ở đây nha mọi người ơi. Dạ, ngôi trường học bỏ hoang. Ngôi trường học bỏ hoang nha bà con các bác.